Cũng trong sáng nay, tại Hà Nội, Ban nội chính Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác ngành nội chính đảng năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương đảng, trưởng ban nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, chủ trì hội nghị. Ủy viên Trung ương đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Quảng, chủ trì tại điểm cầu thành phố Đà Nẵng. Cùng dự có Ủy viên dự quyết ban chấp hành Trung ương đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết. Theo báo cáo năm 2021, ngành nội chính đảng vừa tích cực phòng chống dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ đảm bảo hoàn thành theo chương trình kế hoạch đã đề ra, trong đó tập trung nghiên cứu xây dựng nhiều đề án lớn. Qua đó tham mưu đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban Chỉ đạo ban hành nhiều chủ trương quan trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác nội chính, phòng chống tham nhũng tiêu cực và cải các cách tư pháp, cụ thể hóa kịp thời nghị quyết đại hội 13 của đảng bản lĩnh quyết liệt sáng tạo trong tham mưu, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắt, đã nhanh tiến độ xử lý kiên quyết nhiều vụ án vụ việc tham nhũng tiêu cực, kinh tế nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, không dừng không nghỉ tạo chuyển biến tích cực trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Điểm nổi bật là đã tham mưu đề xuất về cơ chế phối hợp mới, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện và xử lý tham nhũng tiêu cực, chất lượng thẩm định tham gia ý kiến đối với các đề án văn bản quan trọng được nâng lên giữ vai trò quan trọng trong việc tham mưu cho đảng nhà nước và các cấp ủy ban hành chủ trương chính sách về nội chính phòng chống tham nhũng và cải cách tư pháp